Cứ tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imane pañca sikkhā badā nisā tukaṃ kātvā pamādena na cakkhalaṃ sammā rakkhitappaṃ. Chư thiện tín sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới tam bảo, các con giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Sì lê na sugatin danh tí, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sì lê na phô ca sampada, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Sì lê na niputin danh tí, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Tasma si lăng vi sô thà dê, bởi các cái nên chú quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch, đừng để lâm nhờ. À ma bọn tê xà rú xà rú xà rú. Dạ, con kính tri ân sư Thanh Tâm và sư Pháp Trang đã đại diện chư Đức Tăng truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ, kính thưa đạo đạo tràng, xin mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamaṃ gheṇa vandehaṃ pādapaṃ suvaruttamaṃ Buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính làm cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamaṃ gheṇa vandehaṃ dhammaṃ caturvidaṃ Dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamaṃ gheṇa vandehaṃ saṅghaṃ caturvidottamaṃ saṅgheyo kalito doso Sango Kamatutang Mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi cho chúng con. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân sư Pháp Trang và sư Pháp Thanh đã truyền tâm quy phần ngũ giới cho chúng con. Dạ, kính thỉnh sư Pháp Trang trước khi chúng con vào lớp học, xin kính thỉnh sư chúc phúc cho chúng con ạ. Ichitam palang các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tu kịp thời đến người. Cầu xin những sự si xén chân chánh cho được trọn đủ đến người. Như trăng trong ngày rằm ma bằng trắng vậy, cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao hoa, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Tê Atalata Sukita Rulaha Purtasa Sani Arora Sukita Ho Hisaha Sape Hê Nhà Tê Phê. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên. Cả thải siết tây gia chân ra tha siết tâm ma tu siết tâm ma tu siết tâm ma tu y đăng pha lăng y ta miên
ta so cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ra Giá. Dạ, con kính chân sư Pháp Trang đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, hôm nay là thứ tư, Nguyên Như sẽ chia sẻ Phật pháp. Dạ, mời chị ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ra Giá. Dạ, con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hôm nay là đã tới ngày lớp mình cùng nhau ôm bài Diệu Dược Pháp của thầy Kinh Milanda. Dạ, trước khi vào bài ôm, Nguyên Như xin kính mời anh Mỹ có thể post lại cái bài là 10, dạ, 10 Parami. Dạ, Sa Thú, con xin kính thỉnh sư Thanh Thâm và sư Pháp Trang có thể làm đầu tàu để đọc bài trước cho tụi con theo ạ. À. Dạ, con xin cho mít lại cho chư Tăng ạ. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ sư Pháp Trang, kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay mình ôn bài 10 pháp ba la mật. Thứ nhất là Parami 10 pháp ba la mật theo tuần tự Đa Na Parami bố thí ba la mật, Si La Parami trì giới ba la mật, Nikkhamma Parami xuất gia ba la mật, Bành Nhà Ba La Mi trí tuệ ba la mật. Số 5 là Viriya Ba La Mi là tinh tấn ba la mật. Số 6 là Khanh Tí Ba La Mi nhẫn nại ba la mật, Sát Chá Ba La Mi chân thật ba la mật. Số 8 Át Thí Đà Na Ba La Mi là định ba la mật, Metta Ba La Mi tâm từ ba la mật. Số 10 là Upekkha Parami tâm xả ba la mật. Dạ, mô Phật. Sư đề nghị là quý vị viết xuống nha, viết tập để nhớ cái 10 Parami này rất rất là quan trọng. Rồi, sư kính mời quý vị ạ. Alo, alo quý vị có nghe không ạ? Nam mô Phật Thầy nhé. Bây giờ chúng tôi xin đọc 10 pháp ba la mật theo tuần tự. Nhất là Đà Na Parami bố thí ba la mật, thứ hai là Sila Parami trì giới ba la mật, thứ ba là Nikkhamma Parami xuất gia ba la mật. Cái chữ thứ ba này Nikkhamma Parami Nikkhamma Parami ba la mật, thứ tư là Paññā Parami trí tuệ ba la mật, thứ năm là Viriya Parami tinh tấn ba la mật, thứ sáu là Khandhi Parami nhẫn nại ba la mật, thứ bảy là Satcha Parami chân thật ba la mật, thứ tám là Adhisthana Parami quyết định ba la mật, thứ chín là Metta Parami tâm từ ba la mật, thứ mười là Upekkha Parami tâm xả ba la mật,
Dạ, bây giờ xin mời quý vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai, dạ con xin trả bài. Parami, mười pháp ba la mật theo tuần tự. Một, Đà Na Parami, bố thí ba la mật. Hai, Sila Parami, trì giới ba la mật. Ba, Nakkhamma Parami, xuất gia ba la mật. Bốn, Panya Parami, trí tuệ ba la mật. 5. Viriya Parami, tinh tấn ba la mật. 6. Khanti Parami, nhẫn nại ba la mật. 7. Satcha Parami, chân thật ba la mật. 8. Adhitthana Parami, quyết định ba la mật. 9. Metta Parami, tâm từ ba la mật. 10. Upekkha Parami, tâm xả ba la mật. Kính mời vị khách, kính mời chị An Nhiên. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và dạ, kính chào mấy anh chị và dạ, con xin đọc bài. Parami mười pháp ba la mật theo tuần tự. Một, Đà Ná Ba La Mi, bố thí ba la mật. Hai, Si Lá Ba La Mi, trì giới ba la mật. Ba, Nét Khâm Má Ba La Mi, xuất gia ba la mật. Bốn, Bành Nhà Ba La Mi, trí tuệ ba la mật. Năm, Vi Rí Giá Ba La Mi, tinh tấn ba la mật. Dạ con hết thấy bài, mạng của con bị. Sáu là Khanh Tí Ba Ra Mi, nhẫn nại ba la mật. Bảy là Sách Giá Ba Ra Mi, chân thật ba la mật. Tám là Athitha Na Ba Ra Mi, quyết định ba la mật. Chín là Metta Ba Ra Mi, tâm từ ba la mật. 10 là Upekkha Ba La Mi, tâm xả ba la mật. Sa đú, sa đú. Dạ, con xin đọc bài xong, xin xuống mít nhường cho vị kế tiếp. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ. Dạ, xin anh Mỹ cho mình bài đi. Để mình kéo xuống. Ba Rá Mi, mười pháp ba la mật, theo tuần tự. Một, Đà Ná Ba Rá Mi, bố thí ba la mật. Hai, Si Lá Ba Rá Mi, trì giới ba la mật. Ba, Nét Khầm Má Ba Rá Mi, sức và ba la mật. 4. Bành Nhà Ba Rá Mi, trí tuệ ba la mật. 5. Quý Rí Giá Ba Rá Mi, tinh tấn ba la mật. 6. Khanh Tí Ba Rá Mi, nhẫn nại ba la mật. 7. Chắc Sắc Chá Ba Rá Mi, chân thật ba la mật. 8. Á Thí Thà Nà Ba Rá Mi, quyết định ba la mật. 9. Metta Ba Rá Mi, tâm từ ba la mật. 10. Upekkha Ba Rá Mi, tâm xả ba la mật. Xà thú, xà thú. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin xuống mít.
Nam mô Bích Tha dạ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn anh Mỹ. Barami, 10 pháp ba la mật theo tuần tự. 1. Đà ná bà rá mi, bố thí ba la mật. 2. Si lá bà rá mi, trì giới ba la mật. 3. Nét khâm má bà rá mi, xuất gia ba la mật. 4. Bành nhà bà rá mi, trí tuệ ba la mật. 5. Quý rí giá bà rá mi, tinh tấn ba la mật. 6. Khanh tì bà rá mì, nhẫn nại ba la mật. 7. Sắc chá bà rá mì, chân thật ba la mật. 8. Athitha ná bà rá mì, quyết định ba la mật. 9. Metta bà rá mì, tâm từ ba la mật. 10. Upekkha bà rá mì, tâm xả ba la mật. Dạ, sa thú. Cảm ơn anh Mỹ đã post bài ạ. Dạ, sau đây Nguyên Trang kính mời huynh thính pháp ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, chư Tôn Đức Tăng, quý bà cô tu nữ, cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ. Parami, 10 pháp ba la mật theo từng tự. Số 1. Đà Na Bà Rà Mì, Bố Thí Bà La Mật. Số 2. Si La Bà Rà Mì, Trì Giới Bà La Mật. Số 3. Nét Khăn Má Bà Rà Mì, Xuất Gia Bà La Mật. Số 4. Bành Nhà Bà Rà Mì, Trí Tuệ Bà La Mật. Số 5. Vị Rí Giá Bà Rà Mì, Tinh Tấn Bà La Mật. Số 6. Khanh Tí Bà Rà Mì, Nhẫn Lại Bà La Mật. Số 7. Sách Chá Bà Rà Mì, Chân Thật Bà La Mật. Số 8. Atthana Barami, quyết định ba la mật. Số 9. Metta Barami, tâm từ ba la mật. Số 10. Upekkha Barami, tâm xả ba la mật. Dạ, con xin nhìn mít cho việc kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ nguyên như con không thấy còn ai giơ tay lên nữa. Như vậy là lớp mình đã đọc xong rồi. Dạ sa thú cả lớp. À, như thấy mấy nay cả nhà đọc rất là hay, mỗi người đều đọc rất là có tiến bộ, sa thú lắm ạ. Dạ hôm nay nguyên như còn một cái phần nhỏ nữa tiếp theo cái bài của lần trước, nguyên như xin ôm lại. Cái đó chính là một những cái sự đặc biệt của những cái tâm thiện. Thì sau đó chỉ có vài hàng thôi rồi mình sẽ đi qua 40 nhân sanh trí nha cả nhà. Cái phần cuối cùng là những sự đặc biệt của cái tâm thiện. Thì phần thứ nhất là những cái chúng sanh mà ở trong cõi địa ngục, khi mà họ khởi được lên một cái tâm thiện thì lập tức sẽ thoát được khỏi địa ngục liền ngay tức thì luôn. Xin lặp lại là những chúng sanh khi mà đang ở trong cõi địa ngục, nếu mà khởi lên được một cái tâm thiện là lập tức họ sẽ thoát được khỏi cái cảnh địa ngục. Cái phần thứ hai là tất cả những chúng sanh đều có tâm thiện dục giới, ngoại trừ thứ nhất là bậc A-la-hán, vì những bậc này không còn tâm thiện dục giới nữa.
chư vị xài bằng tâm duy tác mà thôi. Tâm của chư vị hoàn toàn trong sạch, không còn bợn nhơ, không có còn tạo nhân hay là gieo quả nữa, vì chư vị là những bậc thánh vô lậu rồi. Và một trường hợp thứ nhì là những cái vị ở trong cõi Phạm Thiên Vô Tưởng. Những vị này chỉ có sắc pháp mà thôi, không có tâm, cho nên mình không có thể nào mà nói chư vị có tâm thiện được. Tự vì không, quý vị không, chư vị Phạm Thiên Vô Tưởng không có tâm. Cả nhà nhớ chỗ này nha. Và cái phần thứ ba là tâm thiện này có ở trong nhiều cõi. Và xin lặp lại một lần nữa là trừ cõi vô tưởng. Phần thứ tư thì tâm thiện. Dạ thưa anh Ca Vinh, bài này nằm ở trang 175. Trang số 175. Cả nhà lật tới trang đó nha. Đặc biệt của tâm thiện. Và phần thứ tư là tạo được nhiều quả. Tâm thiện này tạo ra được rất là nhiều quả, giống như phần ở trên, như đã làm một bài toán, nó tới 1.000 mấy trăm lần đó. Một cái việc thiện mình sinh ra rất là nhiều, rất là xa thú. Và phần thứ năm là biết được nhiều cảnh. Tâm thiện biết được nhiều cảnh lắm, biết được cảnh khổ, cảnh vui, cảnh thiện. Đây là số điểm đặc biệt của tâm thiện mà thầy kinh muốn chúng ta nhớ lại cái phần đặc biệt này. Và bây giờ là Nguyên Như xin đi qua một cái phần rất là mới và cũng rất là hay, là 40 nhân sanh ra trí tuệ. Thì trong bài này thì thầy chia ra từng những cái cụm khác nhau. Trong 40 nhân sanh trí này thì có một cụm thứ nhất là 4 nhân sanh trí. Cụm thứ hai là 4 nhân tạo trí. Cụm thứ ba, 9 nghiệp trí. Cụm thứ tư là 7 nhân phát trí. Cụm thứ năm là 8 nhân đắc trí. Và cụm thứ ta 6 là 8 nhân tỉnh trí. Như xin lặp lại, 40 nhân sanh trí gồm có 4 nhân sanh trí, 4 nhân tạo trí, 9 nghiệp trí, 7 nhân phát trí, 8 nhân đắc trí và 8 nhân tỉnh trí. Hồi xưa giờ đó, chư vị, mình cứ nghĩ là mình cần học hay là mình cần có trí tuệ thì mình biết mơ hồ một hai cái nguyên nhân để cho mình có thể học giỏi hoặc là mình phát sanh trí. Chẳng hạn như mình đi chùa mình được nghe dạy là mình nhớ ngồi thiền nha, khi mà cái tâm mà lắng xuống á thì nó sẽ phát sáng, thì mình biết được một chuyện rồi ha. Cái chuyện thứ nhì mình biết mơ mơ hồ hồ là nếu mà mình đọc sách á thì cái trí mình sẽ sáng, một ngày nào đó mình sẽ giỏi lên. Cái này là Nguyên Như chỉ nói là khi mà mình không có đi học gì hết, mình là một cái người Phật tử mới sơ cơ, mình mới vào chùa thì mình có mơ mơ hồ hồ, mình nghĩ như vậy phải không cả nhà? Rồi thứ ba là mình nghe nhiều, mình đi bởi vậy mình mới tới chùa mình nghe Chư Tăng thuyết pháp nè, rồi mình có thể lên Facebook mình nghe thuyết pháp nè, mình vô lớp mình nghe học nè, thì mình nghĩ là khi mà mình nghe như vậy á, mình nghe bằng tai vậy đó, thì mình sẽ phát trí tuệ. Rồi có một khi mà mình nghe được một hai bài pháp nữa đó, thì mình sẽ biết được thêm là nếu mà mình muốn trí tuệ đó thì mình sẽ làm ra những cái nhân, chẳng hạn như mình có thể cúng dường những cái vị sư, vị những chư tăng mà có cái lòng mà mong mỏi đi qua những cái xứ Phật giáo để mà học, để mà lấy những cái bằng cử nhân về học Phật pháp, chẳng hạn như học ở Myanmar, học ở Thái Lan, học Ấn Độ. Nếu mà có thể hộ độ cho những chư vị này thì nó cũng sẽ làm nhân để mà khi mà kiếp sau mình có thể là phát sinh trí tuệ. Cái đó là cũng là một cái học hỏi thêm của mình, biết được những vị đó. Rồi mình có thể, nếu mà mình thân cận những cái bậc mà trí tuệ thì mình ít nhiều gì mình cũng sẽ học hỏi một chút xíu một cái phần trí tuệ đó, phải không quý vị? Tức là hồi xưa giờ mình chưa có học gì hết thì mình mơ mơ màng màng, ở trong tiềm thức của mình có những cái suy nghĩ của mình nó thô sơ thì nó sẽ có những cái nhân như vậy, thì mình biết nếu mà như vậy thì mình phải làm vậy, rồi mình học từ bạn từ bè. Nhưng mà
ở trong cái bài này của thầy kinh á, thầy dạy khi mà mình có được trí tuệ á, không phải là có 3-4 điểm như là nguyên nhân như mới vừa kể thôi, mà nó tới 40 cái nguyên nhân mà phát sinh ra trí tuệ. Nghe rất là quan hỷ phải không cả nhà? 40 cái nguyên nhân lận, chứ không có phải là 3-4 cái như mình vừa biết tôi đâu. Bây giờ Nguyễn Như sẽ xin đi vô cái phần thứ nhất là 4 nhân sanh trí. 4 nhân sanh trí ở đây mình cũng có thể gọi là 4 nhân sanh tương ưng trí, hay nói nôm na, nói cho đơn giản là 4 nhân sanh trí. Thì nguyên nhân thứ nhất là có nghiệp quen nết trí. Nguyên nhân thứ hai là sanh nhầm cõi vô sân. Nguyên nhân thứ ba là đặng xa lìa phiền não. Nguyên nhân thứ tư là gặp khi ngũ quyền mạnh. Bây giờ mình sẽ vô, mình đi phân tích từng cái định nghĩa coi nó có nghĩa là gì nha quý vị. Về cái phần thứ nhất là có nghiệp quen nết trí. Người có nghiệp quen nết trí có nghĩa là trước khi mình có học một cái chuyên môn, mình có thể mình dùng cái đầu óc mình rất là nhiều. Thì khi mà ở trong kiếp này hoặc là ngay trong cái thời bây giờ chẳng hạn như là nói đơn giản ra là một cái vị bác sĩ, một vị kỹ sư, bình thường người ta đi làm, người ta dùng đầu óc rất là nhiều, người ta phân tích những con số, những cái vị thầy dạy toán, mấy vị mà professor đó quý vị, người ta phân tích từng con số, người ta làm việc với những cái đồ thị, những cái hàm số, họ dùng cái trí tuệ họ rất là dễ dàng. Thành ra khi mà gặp chuyện gì bình thường trong cuộc đời sống hàng ngày thì họ vẫn xài cái gọi là cái trướng của trí tuệ, nó quen, nó thuần thục rồi. Thành ra khi mà họ làm một cái chuyện gì trong cái đời sống hàng ngày á, họ dùng trí nhiều lắm. Chứ bình thường đó thì khi mà mình xài một cái nói đơn giản ra như là như đi làm, như sử dụng những cái con số ở trong đầu như rất là nhiều, hoặc là những cái số NDC number là những cái số thuốc á, cái mã thuốc, mỗi một con số nó có 12, 13 rồi 13 con số, rồi những cái insulin nó có tới 12 con số và 3 cái chữ ở đằng trước. Thành ra những cái số đó nó lặp lại đi lặp lại trong đầu của Như, thành ra Như có một cái gọi là cái điểm mạnh về những con số đó, Nguyên Như nhớ rất là giỏi. Cái này không có phải là hay gì hết, mà cái đó gọi là thường cận y duyên đó cả nhà. Thành ra khi mà mình cái nghiệp quen nết trí, khi mà Nguyên Như ra cái đời sống hàng ngày, Nguyên Như xài cái gì mà đụng đến những cái con số nó dài, lê thê lết thết, thì Nguyên Như nhớ rất là giỏi. Mà cái này không phải giỏi tự mình thông minh gì hết, nhưng mà tự gì thường cận y duyên. Mình cứ làm riết, thì mình sẽ rơi vào cái trường hợp là có nghiệp quen nết trí này đây. Tức là giống như quý vị bình thường mỗi ngày, quý vị làm một cái chuyện gì mà dùng trí nhiều, hoặc là quý vị đọc sách nhiều, quý vị chuyên vào một cái ngành nghề gì nhiều, thì khi mà làm á, cái trí nó dễ phát sanh lắm. Cái đó là chuyện bình thường, phải không cả nhà? Về cái phần thứ hai là nếu mà mình sanh được vào nhầm vào cõi vô sân. Cõi vô sân ở đây có nghĩa là có thể là cõi sắc giới, có thể là cõi vô sắc giới. Thì những cõi này, tức là những cõi thiền, khi mà mình có đủ phước đủ duyên, mình sanh vào được những cái cõi này, thì tự nhiên cái tâm mình sẽ được an tịnh rất là nhiều. Mà khi mà tâm an tịnh thì chuyện gì phát sanh? Thì trí tuệ nó sẽ phát sáng, nó sẽ phát sanh. Đó là cái chuyện nhiên khi mà những người sanh được vào những cái cõi vô sân này. Kể vào cái phần thứ ba là khi mà mình đặng xa lì phiền não, có nghĩa là khi tâm mình không có bị những cái phiền não này nó trói buộc, thì cái cơ tánh và cái trí tuệ của mình tự nhiên nó dễ phát sanh. Bây giờ Nguyên Như sẽ đọc, sẽ list ra những cái phần nào mà mình gọi là phiền não. Có nghĩa là khi mà mình nói về phiền não thì theo kinh tạng thì có 10 điều. Thứ nhất là về dục dục, có nghĩa là mình ham muốn những cái cõi thuộc về dục giới. Thứ hai là hữu dục, có nghĩa là khi mà mình sống trong đời này,
Nhưng mà mình cũng tham cầu nguyện trong tâm mình á, là mình muốn quay trở lại trong những cõi dục này trong cái đời sau, ham muốn có đời sau đây. Và cái thứ ba là sắc dục, tức là mình ham muốn được sanh vào cái cõi sắc giới. Thứ tư là vô sắc dục, có nghĩa là mình ham muốn những cái cõi vô sắc giới. Thứ năm là tham, có nghĩa là tham muốn nhiễm đắm vào các cái cảnh trần. Thứ sáu là sân, sân có nghĩa là giận nè, là buồn rầu, là tính luôn cả tật, cả lận và cả hối. Thì Nguyên Như xin nhắc lại về cái tật ở đây. Tật thì có nghĩa là mình không muốn cho người khác được cái gì hết. Về cái định nghĩa của lận á, lận thì có nghĩa là sang lận hay là sang tham, có nghĩa là không có muốn mình bị mất cái gì hết. Và cái thứ ba là hối. Hối thì nó chính là một cái sự khó chịu khi mà mình nghĩ về những điều mình đã làm hoặc là những điều mà mình không có chịu làm, thì mình quay trở lại mình sẽ hối hận về những chuyện đó, thì cái đó chính là hối. Và phần số 7 là si. Si có nghĩa là không biết cái pháp đáng biết, chứ không phải là si là không biết gì hết là trật nha quý vị, mà si chỉ là biết những cái không cần biết, không đáng biết thì mình biết. Và cái phần thứ 8 là ngã mạn, là sao, là ỷ nè, là cống cao, là hay so sánh với người khác, với vật khác. Phần số 9 chính là tà kiến. Tà kiến tức là nhận thức sai lầm. Và phần số 10, 10 là hoài nghi và không quyết tin chánh pháp. Thì phiền não mà khi mà mình kể theo tạng kinh đó, thì quý vị sẽ thấy là nó không có đủ chi pháp. Vì nó chỉ có 9 chi là tham, nè, sân, tật, lận, hối, si, ngã mạn, tà kiến và hoài nghi. Nó chỉ có 9 chi pháp thôi. Bây giờ mình sẽ qua mình so sánh cái phiền não theo cái tạng vô tỷ pháp nha cả nhà. Mình sẽ thấy là có 10 điều. Thứ nhất là tham. Tham là ham muốn bằng cách đắm nhiễm. Thứ hai là sân. Sân là giận, buồn, tính luôn cả tật lận và hối. Thứ ba là si. Thì cũng như trên là không chịu biết pháp đáng, không chịu biết cái pháp đáng biết. Thứ tư, ngã mạn là cống cao, ỷ mình và so sánh. Thứ năm, ở đây có chỗ khác đây, là tà kiến, là thấy sai, hiểu lầm. Thứ sáu, chính là hoài nghi, không có quyết tin Phật Pháp. Thứ bảy là hôn thùy, thì đây có cái trường hợp gọi là bần thần, lui sụp, lười biếng. Ở đây kể cả hôn trầm và thùy miên luôn. Và thứ tám là điệu cử, toán là tán loạn hay là lao chao. Thứ chín là vô tàm, có nghĩa là không có thẹn với lương tâm. Và số 10 là vô úy, tức là không có sợ những hậu quả khổ đau và tai hại về sau. Trong cái phần về vô tỷ pháp này thì quý vị thấy là nó có đủ tất cả 14 cái thực tính pháp bất thiện ở trong đây. Thành ra nếu mà mình list ra đó, thì mình thấy khi mà mình kể cái phiền não về cái vi diệu pháp thì nó đầy đủ tất cả các chi của cái 18 cái sở hữu bất thiện ở đây. Thì khi mà mình đặng xa lìa phiền não, tức là mình đặng xa lìa 10 cái điều phiền não ở trên, thì lúc đó cơ mai cái trí tuệ của mình mới dễ phát sanh. Thì quý vị cứ thử nghĩ, nếu mà cái cuộc sống bình thường của mình bôn ba ở trong đời, nếu mà mình không có được pháp Phật, thì quý vị nghĩ mình có khi nào mà mình xa lìa phiền não được không quý vị? Nếu mà quý vị kể 10 thứ ở đây, mình không có dính vô tham thì mình dính vô sân, mình không có dính vô sân thì mình dính vô tham. Mà không có tham, không có sân á, thì hình như là thằng si nó đang ở đó. Mà không có thì ngã mạn nó cũng dính vô. Không có thì tà kiến nó cũng dính vô. Quý vị có nhớ là khi nào mà mình hết tà kiến không quý vị? Khi nào mà mình đắc thánh rồi mình mới hết được tà kiến. Thành ra coi như là 10 cái điều phiền não này á, là nó ở chung với mình như là một cái
gọi là giống như là cái tay mặt với cái tay trái, giống như là hai cái mặt của một cái đồng tiền vậy, có nó là có mình mà có mình là có nó. Nói giống như hình với bóng. Dạ, như nói vậy thì nó đúng hơn, như là hình với bóng, không có thể nào mà mình rút ra được cái phiền não này, rất là khó. Và cái số 4 là khi gặp ngũ quyền mạnh, có nghĩa là tính, tấn, niệm, định, tuệ mà nó mạnh. Mà khi nào mà nó mạnh là những chư vị, là những bậc mà đã đầy đủ pháp độ, nhất là nói về Bồ Tát ở kiếp chót. Thì khi mà chư vị, khi là Bồ Tát ở kiếp chót, khi mà tính tấn niệm định huệ của Ngài lên một lượt như vậy, thì cái trí tuệ nó sẽ phát sanh ngay tức thì, ngay lúc đó. Thì đây là bốn cái yếu tố mà sanh ra trí tuệ trong cái cụm đầu tiên, trong 40 cái nhân sanh trí. Nguyên Như xin đi qua cái cụm thứ hai, chính là bốn cái nhân tạo trí. Cái nhân đầu tiên là tinh ân đức của bậc ứng cúng. Nguyên nhân thứ hai là mình nghe được Phật pháp cao siêu. Nguyên nhân thứ ba là không có dễ vui lừng lẫy. Nguyên nhân thứ tư là suy xét các pháp cao đã nghe. Về cái nhân thứ nhất ở đây, tinh ân đức của bậc ứng cúng, có nghĩa là mình phải tin tưởng rằng khi mà Đức Phật, Ngài chính là một cái đấng toàn giác, giáo chủ của ngôi pháp bảo, và mình phải tin là những bậc Bích Chi Phật và Thinh Văn Tứ Quả, có nghĩa là các vật bậc A-la-hán, đều có ân đức và các ngài không còn phiền não nữa. Mình phải tin là như vậy, cho nên mình nên rất là đáng cúng dường những vị này, cho nên mình mới gọi là rất đáng cúng dường. Cái chữ là bậc ứng cúng á, là đáng cho mình cúng dường. Nếu mà ai gặp được các vị này, mà nếu mà mình có được đầy đủ đức tin, tức là mình có đủ cái căn lành rồi đó quý vị, thì cái phước duyên mình đưa mình đến cho các ngài, thì các ngài sẽ giúp. Cái trí tuệ mình lúc đó đó, nó sẽ được rất là phi thường. Mà giống như là trí tuệ khi mà các ngài thấy mình có đủ cái nhân duyên để mà các ngài độ, rồi cùng với đức tin của mình nữa, thì khi mà mình đến với quý ngài cũng sẽ tạo duyên cho mình, và cũng nhờ cái sự tin tưởng này mà cái trí của mình sẽ phát sáng rất là phi thường. Phần thứ hai là khi mà mình nghe được Phật pháp cao siêu, có nghĩa là khi mà mình nghe được pháp bảo, là mình biết được những cái mà mình chưa có biết, mà những cái pháp này không phải là những pháp tầm thường, không phải là ai cũng được nghe. Và những cái pháp này, nó khi mà mình được nghe rồi đó, sẽ tạo ra trí tuệ. Những cái việc mà mình học ở đây đó quý vị, ở đâu phải là mình ra đường mình hỏi ai cũng biết tất cả những chuyện này, phải không? Không có phải được đâu. Mình phải có đủ duyên, mình phải có đủ ba la mật, mà mình phải được nghe, rồi mình phải có, lúc đó là phải có người giảng cho mình nghe. Rồi mình nghe không, rồi mình có tin hay không nữa. Mình nghe có thiệt sự là mình nghe, hay là mình ngồi mình không có để ý, hoặc là mình không hiểu gì hết, mình chỉ ngồi đó thôi. Thành ra cái nhân duyên nó cũng trùng trùng điệp điệp lắm, ha quý vị. Rồi về cái phần thứ ba là không có dễ vui lừng lẫy. Có nghĩa là người này có cái chánh niệm rất là mạnh, mà cái niệm này sẽ luôn luôn có mặt với người, một cái người mà không có dễ vui đó, thì người này sẽ được cái niệm mạnh này á, nó sẽ làm cho nền tảng, làm cái nền tảng cho những cái trí tuệ phát sanh rất là dễ dàng. Thành ra mình cứ được Chư Tăng nhắc nhở hoài là lúc nào cũng phải có niệm. Có niệm thì mình làm gì mình biết đó, cái tâm mình nó không có dễ vui, không có phóng dật, không có phóng túng. Mình ráng cái tâm của mình đó, tiếng Việt, nó sáng, nó làm gì biết đó. Mình đi
mình đi chân phải, mình đi chân trái, mình để cái chìa khóa ở đâu. Nói nôm na trong đời thường giống như mình để ý để tứ vậy đó. Mình để ý để tứ cho tới càng những cái việc càng nhỏ, từng cái quơ tay quơ chân của mình đó quý vị, nó sẽ là những cái nhân để mà mình sanh phát và để mà mình phát sinh trí tuệ. Cái chỗ này là mình, nếu mà mình được học về cái pháp hành Vipassana thì Chư Tăng giảng rất là rõ ở chỗ này ha quý vị. Về cái phần thứ tư là suy xét pháp cao đã nghe. Suy xét pháp cao đã nghe tức là suy xét những cái pháp về vô thường, về khổ não, về vô ngã, cho đến những cái pháp như là Niết Bàn. Nhận thật rõ đó là trí, hoặc là những pháp cao đã nghe mà mình không có hiểu rõ, thì mình có thể ngẫm nghĩ, mình suy xét, thì mình có thể hiểu ra được nhiều điều cao siêu ở trong đó. Thì giống như Chư Tăng đã từng nói rồi, pháp Phật thì nó giống như đại dương. Hễ mà mình đi ra một chút xíu thì nước sẽ ngập đến chân, thì mình hiểu đến chỗ đó, mình đi ra một chút xíu nữa cho tới đầu gối, rồi mình ra một chút xíu nữa, mình coi đến bụng, mình ra một chút xíu nữa, nó ngang đến cái đầu của mình, rồi mình càng ngày càng đi xa, nó có cả bao nhiêu cái do tuần, có bao nhiêu mao ở dưới cái lòng biển, nó sâu, không có thể nào mà hết được. Thành ra khi mà mình càng suy xét những cái pháp mình đã nghe đó quý vị, mình sẽ càng hiểu, mà mỗi lần mình quay lại đó, mình hiểu cái đó theo khác. Tự vì bây giờ mình học được đó thì làm về cái trí văn, trí tư, trí tu của mình á, tính khoảng lớp 1 thì mình hiểu cái pháp Phật theo lớp 1. Mình học qua một năm sau thì mình hiểu theo cái pháp mà mình hiểu của một năm sau. Những cái vị sư mà những cái ngài là thượng tọa rồi, là hòa thượng rồi, chư vị tu đến 6, 7, 80 năm thì chư vị sẽ hiểu những cái việc mà Đức Phật dạy theo cái văn tư tu của chư vị tính 6-70 năm tuổi đạo. Thấy nó gọi là nó quá trời nhiều ha quý vị, nghe rất là xa thú. Thành ra mình học được một tháng thì mình hiểu một tháng, mình học một năm thì mình hiểu một năm, mình học một đời thì mình hiểu một đời, mà trăm ngàn muôn kiếp thì mình hiểu theo trăm ngàn muôn kiếp, không bờ không bến, phải không quý vị? Nguyên Như sẽ đi qua cái cụm thứ ba. Ở đây chính là chính cái nghiệp trí. Nghiệp trí là công việc làm sẽ phát sanh ra cái trí tuệ. Thứ nhất là thuyết pháp cho người nghe. Thứ hai là dạy nghề không có tội lỗi. Thứ ba là dạy những chuyện không có tội lỗi. Thứ tư là dạy tài không tội lỗi. Thứ năm là trọng người thuyết pháp. Thứ sáu là cầu người thuyết pháp cho nghe. Thứ bảy là làm phước nguyện sanh trí. Thứ tám là tự soạn sách cao kinh chánh. Và thứ chín là bố thí sách cao kinh chánh. Thứ nhất, khi mà mình thuyết pháp cho người khác nghe thì mình phải suy xét đến pháp mà ta sẽ nói. Cũng sẽ có những cái pháp mà nó có sự cao siêu và nó có sự thắc mắc nó nảy sanh ra. Thì khi mà có những mình hay thuyết pháp cho người khác nghe, thì trong khi mà mình soạn, trong khi mà mình thuyết, thì mình sẽ bật ra những cái thắc mắc, những cái câu hỏi, và mình sẽ nhận chân được cái vấn đề nó sâu sắc và nó rõ ràng hơn hồi trước khi mà mình không có biết gì hết. Thì thí dụ bây giờ quý vị về, quý vị thử làm một cái bài rất là nhỏ. Thí dụ như là mình nói bây giờ mình sẽ qua một cái người bạn của mình sẽ thuyết về vấn đề bố thí đi. Quý vị cứ nghĩ là hồi xưa giờ mình chắc cũng rành cái chữ bố thí nhiều lắm ha. Đến khi mà mình vô trong mấy cuốn sách, mình lên Google mình tra, mình sẽ thấy trời ơi bố thí sao mà nó nhiều quá, nó nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều cách bố thí thời gian, bố thí tiền bạc, bố thí cho vị sư thì ra sao, bố thí cho những vị Phật độc giác thì quả như thế nào, bố thí cho một con chim, con cò, một con sâu, con mối, rồi bố thí cho tăng đoàn khác ra sao, bố thí cho một vị khác ra sao, một bố thí cho nhiều vị khác ra sao,
rồi cái tâm của bố thí, tâm tư tiền, tư hệ thiện, tư hậu nó khác ra sao, rồi bố thí này có loại là bố thí thường hay là bố thí ba la mật. Nói trời ơi, có mình có biết một cái chữ bố thí mình thấy nó dễ lắm, mà sau khi mà mình ra mình soạn một cái bài bố thí để mình chỉ cho nhỏ bạn mình nó mới vô đạo, mà sao mình thấy sao mà trùng trùng điệp điệp. Thì khi mà quý vị muốn nói pháp cho một cái người khác nghe, thì quý vị tự động quý vị sẽ có những cái câu hỏi mở đầu á, thì nó rất là đơn giản thôi, mà khi mà mình đọc càng sâu vô, tại vì mình khi có mình có cái câu hỏi sẵn ở trong đầu á, thì mình tìm kiếm nó dễ hơn. Rồi mình có những cái thắc mắc á, thì mình đọc sách đó, tự nhiên mình thấy nó rất là hay. Thành ra cái chỗ mà thuyết pháp cho người nghe này nè, quý vị thấy Nội Mâu Nguyên Như đưa hai cái thí dụ về, một cái thí dụ về hai chữ là cái bố thí thôi mà nói mấy tiếng đồng hồ cũng được hết á, rất là hay, rất là thâm sâu. Thành ra khi mà mình làm cái chuyện này đó, thì tự nhiên mình sẽ tăng cái trí tuệ lên trong cái đơn giản là mình chỉ biết chỉ cho người khác, hay là mình soạn một cái bài nhỏ để mình làm, mình chỉ cho người bạn mình về một cái từ ngữ của Phật giáo hay là trong cái Phật học cũng rất là xa thú nha quý vị. Về thứ hai là mình nói về cái cách dạy nghề không có tội lỗi, là mình chỉ ra các nghề không có tạo ác, không có nhiễm dục trần. Mình rút rỉa những cái kinh nghiệm đưa ra, thì khi mà mình dạy nghề như vậy đó, thì mình chỉ những cái sáng kiến cho những người học sinh, thì mình giúp cho người ta có thể học mau hơn, người ta có nghề tốt, để người ta cũng có thể để mà sanh một cái việc giống như là mưu cầu sanh sống mà không có tội lỗi, thì nó cũng rất là tốt, nó cũng là cái nguyên nhân để mà sanh trí. Về cái phần thứ ba là mình sẽ dạy chuyện không có tội lỗi, như là mình khi mà mình dạy cho học trò đó, mình kể cho các cháu nhỏ những cái tích xưa, những cái chuyện cũ, những cái chuyện mà không có về cái hình sự, về cái những cái giống như là tin ác, tin xấu, tin không có vui, mà mình dùng những cái mẫu chuyện giống như là của Đức Phật hồi xưa, để mà dùng những cái chuyện xưa tích cũ để mà mình dạy cho những cháu nhỏ. Thì mình làm như vậy nó cũng là một cái nguyên nhân để mà phát sanh trí tuệ. Thì mình làm cho đầu óc của những cháu nhỏ đó không có những cái chuyện mà ghê gớm khủng khiếp. Khi mà mình làm, mình dạy học, mình dạy con, dạy cháu của mình á, thì mình nên dạy những giống như là chiều chiều, tối tối về nhà quay quần quanh ông bà, thì ông bà thay vì mà ngồi kể chuyện này chuyện kia lung tung, chuyện xã hội, chuyện trong tivi, thì mình nên đọc cho những cháu nhỏ những cái chuyện về giống như sự tích Phật Thích Ca nè, rồi những cái chuyện về những cái thánh nhân nè. Mình đừng có nghĩ là những cháu nhỏ không hiểu, cái đầu óc của những cháu nhỏ nó rất là thông minh, mà nó hiểu nhiều khi còn hơn là mình nữa đó quý vị. Thành ra nếu mà mình được đọc những cái câu chuyện như vậy đó thì rất là hay, và cũng là những cái nhân mà sanh trí tuệ cho mình. Mà mình như thấy chuyện này thì cũng rất là dễ làm, phải không quý vị? Rồi cái phần thứ tư là dạy tài không tội lỗi, tức là chỉ dạy và giúp đỡ những cái người khác cho họ có khả năng phát triển những cái làm cho họ có khả năng phát triển những cái gì mà đặc biệt ở trong họ. Chẳng hạn như mình thấy người này có cái tài rất là tẩn mẫn, tỉ mỉ, thì mình có thể mình chỉ họ, giống như nếu mà thôi như vậy, nếu mà anh vô chùa, nếu mà tính anh kỹ như vậy đó, thôi anh giúp chư tăng có thể là làm thủ quỹ ha. Những cái này á, cứ chuyện nhỏ nhỏ, những cái đồng tiền mà cứ 50 xu một đồng, mà thấy anh rất là cẩn thận, anh rất là hay như vậy, thì nếu mà anh có thể làm thư ký ở trong chùa, làm thủ quỹ ở trong chùa thì rất là xa thú. Rồi thí dụ mình gặp bạn này bạn kia của mình mà có một cái tài gọi là tổ chức, nó giống như là khi mà có những vị đi vào chùa đến một cái buổi trai tăng thì rất là gọn gàng ngăn nắp, biết cái nào ra cái đó, không bị giống như không có
gặp chư tăng đông quá, nhiều quá, bắt đầu quýnh lên làm rước này rước kia. Có những người có cái cách tổ chức rất là hay, thì mình có thể là mình chỉ thêm, nếu mà những vị đó mà mới vào chùa của mình có thể chỉ thêm, rồi mình tạo cơ hội cho người ta có thể làm được những việc mà tôi gọi là khuếch trương cái ưu điểm của người ta lên đó, để người ta có thể làm được những cái thiện pháp. Còn có những người thì rất là biết tài trình bày mạch lạc và lưu loát những cái vấn đề gì đó, thì mình có thể là cho cái vị đó có thể làm MC. Nếu mà trong chùa không có đủ người, không có đủ chư tăng, thì vị đó có thể đứng lên làm MC, có thể trình bày mạch lạc những cái chuyện mà những người khác không làm được. Thành ra khi mà một cái người họ có thể phát triển ưu thế, những cái chuyện mà good, những cái chuyện mà điểm mạnh của họ ra, thì tất cả đều rất là hoan hỷ, rất là xa thú trong những buổi lễ. Và ở đây Nguyên Như xin đọc lại là khi mà mình dạy tài không tội lỗi, là chỉ dạy và giúp đỡ người khác cho họ có thể phát triển những cái khả năng đặc biệt của họ, chẳng hạn như biệt tài tổ chức, điều khiển, gieo cảm tình, trình bày mạch lạc và lưu loát, hướng dẫn quần chúng. Những tài năng đó không có tạo nên ác nghiệp hay là tội lỗi. Đây cũng là một hành động phát sanh trí tuệ, là vì muốn chỉ dạy cho có kết quả thì cần phải xem xét tỉ mỉ và tìm hiểu trình độ, khả năng và kiến thức tâm tánh của người ta, rồi mới áp dụng được một phương pháp thích hợp và có kết quả được. Có nghĩa là thí dụ như trong một cái nhóm ở trong chùa của mình có khoảng 20 người, mà mỗi người đều có một cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau, không bao giờ giống ai hết. Thí dụ một người á, thì khi mà họ đọc một cái bài diễn văn đó, họ đọc rất là lưu loát, rất là mạch lạc. Rồi có những vị á, họ dẫn kinh, cái giọng họ rất là cao, rất là trong. Rồi có những vị đó, khi mà lên tắc bạch, họ đọc rất là hay, rất là truyền cảm. Rồi có những vị thì không có làm được những chuyện đó, nhưng mà những vị này về ẩm thực, về nấu ăn, họ rất là hay, rất là ngon. Và những vị không giỏi những chuyện đó, mà sắp xếp bàn ghế, cái chỗ của chư tăng ngồi, tất cả rất là ngăn nắp, rất là sạch sẽ và rất là có thứ tự lớp lang, rất là gọn gàng. Thành ra nếu mà mình là một cái vị mà mình có thể nhìn ra được ưu điểm của từng người trong một cái nhóm mà 20 vị đó ở trên chùa, thì mình nhìn ra được, mình sẽ lợi, mình sẽ chỉ cho người đó cách làm nhẹ nhàng thôi, mà người đó tự vì người đó có cái ưu điểm đó, người đó sẽ làm rất là hay, rất là giỏi, mà người đó rất là xa thú, tự vì họ phát triển được cái tài năng xuất sắc của họ rồi đó quý vị. Thì khi mà mình làm được những cái chuyện đó, mình thấy ra được những cái chuyện đó, những cái ưu điểm của người khác đó, nó cũng làm cho mình phát sanh được trí tuệ nữa. Thì làm như vậy gọi là ai cũng có lợi, ai cũng có cái điểm để học hỏi, mà ai cũng được phát sanh trí tuệ hết, phải không cả nhà? Rồi cái phần thứ năm là mình phải trọng người thuyết pháp, có nghĩa là mình phải kính trọng, mà mình phải tôn sùng cái vị pháp sư, những vị thầy dạy cho mình, những vị mà có công dạy dỗ, làm cái điều lợi ích. Chẳng hạn như mình vô trong room đây, mình sẽ rất là biết ơn sư Thanh Tâm, biết ơn sư Pháp Trang, biết ơn sư Nguyên Thông, sư Pháp Thanh, sư Pháp Tính, và biết ơn thầy Kinh Milanda, là những người khi mà vô lớp, họ không phải là chư vị có thể tự động đến giờ là vô ngồi nói lung tung cho mình nghe đâu cả nhà. Những cái vị sư, những thầy là phải soạn giáo án, phải đọc rất là nhiều sách, rồi mới ngồi đó mà suy nghĩ làm sao mà những cái ý tưởng đó đó, những ý tưởng mà chư vị lấy ra từ những cuốn sách đó, phải gắn nối với nhau làm sao mà thành câu thành cú, để mà rồi nó có một cái cách mạch lạc cho mình nghe, chứ không phải là lấy một cái cục nào trong sách rồi quăng ra đó, lấy một cục quăng ra đó là mình hiểu đâu quý vị, không có dễ dàng như vậy đâu. Thành ra mọi người thấy mình, cái bổn phận của mình đó là mình là học trò, thì mình bắt buộc
và mình phải kính trọng thầy của mình. Tự vì mình không có kính trọng và mình không có thấy thầy dạy của mình mà có công, mà khổ tâm, có thời gian mà thương mình như vậy á, mình không có trọng cái đó, không bao giờ mình giỏi được hết á. Mà mình không có trọng như vậy á, thì mình cũng không có học thành được. Tự vì mình nghĩ thôi vô ngồi nghe mất thời giờ quá, sau này nói nhiều quá rồi làm nói gì không hiểu gì hết, thì tự nhiên cái tâm sân của mình nó bị che mờ đi, rồi mình ngồi có cái những cái phiền não, cái đó gọi là cái phiền não mình á, cái nó nói lên như vậy đó, rồi cái mình không có nghe được pháp gì hết trơn, cái gì cái đó là cái uổng cho mình. Thành ra cái chỗ số 5 đây Nguyên Như cũng thấy là cũng cần nhấn mạnh là cái trọng người thuyết pháp nè, trọng những vị thầy, những vị sư, những vị mà dạy của mình trong lớp á. Khi mà mình có một cái sự kính trọng tuyệt đối như vậy đó, thì mình sẽ có khả năng học thì nó rất là cao, cũng là cái một những cái nhân mà phát sanh trí tuệ nữa. Tự vì chư tăng và thầy thì lấy những cái bài pháp của ai thì cũng của Đức Phật, của chúng ta, cũng của Ngài, cũng của Đức Phật, Đức Từ Phụ, Đức Gotama, chứ của ai bây giờ. Thành ra những chư vị đó lấy những cái pháp của Phật mà mình không có kính trọng nữa thì mình kính trọng ai bây giờ, phải không quý vị? Rồi ở đây cũng có nói là khi mà mình trọng pháp sư cũng là mình trọng Phật pháp. Như vậy thì làm cho mình dễ lãnh hội và thấu hiểu Phật pháp một cách dễ dàng hơn. Hầu đem ra một cái sự thực hành và mở mang trí tuệ. Vì sao? Vì phần lớn Phật pháp khi mà mình học thì mình học được cái gì ở trong Phật pháp ha quý vị? Mình học những cái chuyện nó chú trọng về cái sự tiến hóa của tâm linh của mình, chứ không có chuyện gì khác hết. Thành ra khi mà mình học những cái việc mà chủ yếu mà chính yếu tập trung về vấn đề tiến hóa tâm linh thì nhất định là mình sẽ phát sanh trí tuệ thôi. Cái đó là chắc chắn luôn. Nguyên Như xin đi qua một cái phần thứ 6, chính là cái phần cầu thuyết pháp cho nghe, là mình sẽ thỉnh những vị pháp sư giảng giải Phật pháp. Như vậy để mà dễ mở mang thêm kiến thức, mở mang thêm trí tuệ, phá được hoài nghi và cuối cùng là diệt được vô minh. Khi mà trí tuệ nhờ nhân, nhờ duyên nó tròn đủ thì phải sẽ phát sanh đến mức tột đỉnh. Tức là sau khi mình trọng người thuyết pháp rồi, mình sẽ cầu chư vị mà mình đi đâu mà mình biết được vị nào mà có cái sự học pháp giỏi, thuyết pháp hay, thì mình sẽ cầu những chư vị đó thuyết pháp cho mình nghe. Về phần thứ 7 là mình sẽ làm những cái phước nguyện mà sanh trí tuệ. Có nghĩa là khi mà mình tạo được một cái phước lành gì đó thì mình phải nhớ nguyện là mình được phát sanh trí tuệ. Phần đông á, chúng sanh được phước, làm phước được dễ dàng là từ vì mình nhờ có đức tin. Làm phước nhiều, làm phước á, thì mình có nhiều cách làm phước lắm. Mà cái quả phước của những cái chuyện mình làm phước đó, nó cũng có nhiều cái thứ khác nhau, tùy thuộc vào cái nguyện của mình nữa. Thành ra trong cái trường hợp này, khi mà làm phước mà mình có đức tin rồi đó, thì mình nên đi kèm với trí tuệ. Và cũng vì do cái mãnh lực của lời nguyện của mình mà quả báo trí tuệ sẽ phát sanh. Có nghĩa là khi mà bất cứ quý vị làm phước về cái chuyện gì, quý vị cũng nên nhớ nguyện là do cái phần phước báo mà chúng con đã làm đây. Con xin nguyện để cho là cho con phát sanh được trí tuệ trong đời này và trong đời sau. Quý vị nhớ nguyện như vậy trong bất cứ chuyện phước thiện nào của quý vị làm. Thì ở đây là cái lời nhắc nhở trong cái phần số 7 đây nha quý vị. Về phần số 8, đó chính là soạn sách cao kinh chánh. Đó chính là nghiên cứu, phiên dịch, soạn thảo những cuốn sách về triết lý cao siêu, hoặc là những kinh ghi chép 84.000 pháp uẩn của Đức Phật đã giáo truyền. Công việc này cần vận dụng nhiều trí tuệ, là nhân
để trí tuệ phát sanh lên mãi mãi. Cái chỗ này là tự soạn sách cao kinh chánh. Thí dụ như nói một cái rất là đơn giản thôi, quý vị thấy cái cuốn kinh Pháp Cú đó quý vị, nó rất là cái cuốn kinh này là còn gọi là cuốn kinh lời vàng, là những lời từ miệng của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta. Nếu mà một ngày nào quý vị có thể, thí dụ quý vị có Facebook đi, quý vị lấy một câu đó quý vị đăng lên, cái đó là tự soạn sách cao kinh chánh rồi đó quý vị. Không có cần phải một cái gì cao siêu lắm đâu. Cái đó dễ làm mà. Quý vị vô Google ha. Quý vị download một hay là mở ra cái cuốn gọi là Pháp Cú Kinh. Cái đó là dễ nhất đó. Một cái câu nó có 423 câu. Như nhớ hình như 423 câu. Quý vị thấy cái câu nào quý vị đắc ý nhất trong ngày hôm đó, quý vị cut the paste hoặc là không có thì quý vị type lại càng có phước. Quý vị đăng lên trên cái Facebook của mình. Facebook của mình có mấy ai? Có bạn 2-3-4 người bạn. Quý vị làm như vậy đi, chính là một cái nhân để mà tự mình sanh lên trí tuệ. Nguyên Như cứ nhớ cái này là sư cả bụ chánh chỉ mình biết. Bây giờ nếu mà mình không có Facebook thì mình làm sao? Mình có thể chép vô một cái tờ giấy ha, một cái tờ giấy, mình đi đâu mình gặp bạn của mình á, mình nhét vô nó, hôm nay em có quà cho chị nè, đọc một cái ha. Đó, nếu mà mình không có Facebook, không có gì hết á, mình chép vô một cái tờ giấy, mình đưa cho một người, hai người cũng được. Cái đó đó, thì hỏi, ủa, cái này là cái gì vậy? Nó thì đọc coi thử là có lý không? Đọc từ câu Đức Phật nói mà cái nào mà không có lý quý vị? Cái nào cũng chắc chắn là có lý hết á. Nhưng mà mình miễn là mình đúng trường hợp, đúng người, hoặc là mình thấy người đó hơi sân á, thì mình nhớ cái chỗ phần hơi sân á, mình vô mình nhắc người ta. Rồi cái chỗ nào mà người ta hơi có tham lam mà nhiễm đắm cái trần cảnh quá thì mình lựa cho cái đó. Trời ơi, 423 câu mà không dính chỗ này cũng dính chỗ kia. Thành ra nếu mà quý vị có cái Instagram, quý vị có Facebook, quý vị có những cái gì khác cũng được hết. Quý vị có thể là làm hoặc là về mình ôm mẹ, mình hôn mẹ, có nói mẹ hôm nay con học được cái câu này hay lắm nè, đừng có nói giống như mình dạy mẹ gì mẹ la chết. Mình nói hôm nay mình học cái này nè, mình muốn chia sẻ với mẹ, con đọc thử coi mẹ nghe có hay không nha. Nói con đọc cái câu này ghê thê thấm thía quá mẹ ơi. Đó, thí dụ vậy. Mình đọc cho mẹ nghe cái câu là mình chia sẻ rồi đó quý vị. Rồi cái thứ ba, cái cuối cùng, như xin lỗi, cái cuối cùng là số 9, là bố thí những cái sách cao kinh chánh, là những cái kinh dạy chánh pháp của Đức Phật. Chánh pháp là những pháp hợp với chân lý, nhằm mục tiêu diệt trừ hết phiền não, mở mang trí tuệ và đưa người hành pháp tới giải thoát niết bàn. Hồi nãy đó mình đang nói về mình tự soạn, bây giờ á là mình nói về bố thí. Khi mà Nguyên Như mới chia sẻ với quý vị đó là cái chỗ á, mà tự soạn rồi chia sẻ lên Facebook á, là quý vị đã làm được hai chuyện một lượt rồi đó. Tức là quý vị tự soạn là sao? Quý vị phải bỏ thời gian của mình đi lên, quý vị lựa những cái bài kinh mà quý vị thích cái đã, thì phải soạn ra thì mình biết được mình thích bài nào, phải không quý vị? Rồi á, quý vị ngồi chép xuống, rồi quý vị có thể là cut paste, quý vị có thể là copy cái bài kinh đó vào cái Facebook của mình, thì cái đó là tự soạn. Rồi khi mà quý vị đăng lên, quý vị post á, cái đó chính là bố thí rồi đó. Là quý vị làm hai cái đó trong cái số 8 và số 9. Nếu mà mỗi ngày quý vị ráng quý vị làm một lần thì nó tốt một lần, làm hai lần thì tốt hai lần. Nhưng mà đừng có một ngày mà làm 20 lần, ta nghĩ chắc mình rảnh lắm, mình không có chuyện gì làm, mình lên mình ngồi mình post đi. Xong rồi đổ thừa là Nguyên Như kêu em làm nhiều lần tốt hay chết Nguyên Như nha quý vị. Làm một lần hai lần được rồi. Sáng sớm dậy ra lấy cái habit, ok, tự soạn sách cao kinh chánh. Đó, một cái câu hỏi, câu nào hay post lên nha. Đừng có một ngày làm 20 lần chết Nguyên Như. Ta kiếm con Nguyên Như là ai mà con tôi tối ngày ngồi post Facebook từ sáng tới chiều chết dở. Rồi đến cái chỗ này là nếu mà ta chưa đủ khả năng để thuyết pháp, để soạn dịch kinh, thì ta có thể bỏ tài sản nè, bỏ tiền của để mà in kinh sách, để mà ấn hành,
hoặc là chúng ta có thể thỉnh pháp sư để thuyết pháp, để dạy đạo. Đó cũng chính là hình thức bố thí pháp. Quả báo của cái sự bố thí pháp này là trí tuệ phát sanh và sẽ được giải thoát sau này. Thành bây giờ là đã là 10 giờ 18 phút. Nguyên Như sẽ không đi hết được đâu. Nguyên Như đã đi ra, đi qua được 3 phần rồi, 3 cụm. Tức là cụm thứ nhất là 4 nhân sanh trí, cụm thứ hai là 4 nhân tạo trí, và cụm thứ ba là 9 nghiệp trí. Thì tuần sau mình sẽ đi qua 7 nhân phát trí, 8 nhân đắc trí và 8 nhân tỉnh trí ha cả nhà. Thì như vậy là Nguyên Như xin được kết thúc bài học ở đây. Và bây giờ Nguyên Như thấy hôm nay rất là xa thú, sư huynh Lý đã quay trở lại lớp để mà có thể phân tích được bài giảng của chúng ta. Hôm nay anh bệnh nhiều lắm, không biết là anh có còn nổi không hay là anh đi ra mất tiêu rồi. Hình như anh đã đi ra mất tiêu rồi. Hôm nay sư huynh nói với Nguyên Như là sư bơ huynh bệnh rất là nhiều. Thôi bây giờ con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm và sư Pháp Trang để chư vị có thể thay mặt chư tăng để có thể cải chánh tri kiến cho con. Hồi nãy giờ con đã ôn bài phần về những cái nhân sanh trí. Nếu mà có chỗ nào sai sót, có thể con xin thỉnh chư tăng có thể chỉ ra để con cùng các bạn có thể học hỏi. Dạ, con xin dâng mic lại cho chư tăng ạ. Dạ, mô Phật, trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ sư Pháp Trang, kính chào đạo tràng. Kính thưa quý vị, hôm nay Nguyên Như thuyết pháp về cái đề tài nhân sanh trí tuệ. Đây là một cái điều rất rất là quan trọng cho những người học Phật. Sau khi quý vị nghe qua như trình bày thì mình cũng nắm được một số điều rất rất là quan trọng trong cái việc nhân sanh trí. Thực ra thì rất là nhiều, tức là hôm nay Nguyên Như nói rất là chi tiết. Suy nghĩ nếu mà quý vị muốn nắm vững đó, những chi tiết đó, thì nên có cái bài học này nha, nên có cái bài học nhờ Nguyên Như đó, quý vị nói với Nguyên Như đó, gửi qua email. Rồi quý vị đọc lại, về nhà quý vị đọc lại. Hôm nay quý vị nắm được mấy cái ý chính, đó là nhân sanh trí tuệ, nhân sanh trí tuệ và 10 pháp ba la mật. Đây là một cái bài kinh rất là quý báu, 10 pháp ba la mật. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà Bồ Tát đó, cái chữ Bồ Tát nó bắt đầu từ cái câu chuyện là tức là một thời rất rất là xa xưa, tức là dưới cái thời của Phật Nhiên Đăng á, Phật Nhiên Đăng thì có một vị Bồ Tát, cái vị đó đi, sau khi nghe Đức Phật Nhiên Đăng thuyết pháp, rồi cái vị ấy phát nguyện tu thành Phật. Thì khi một người mà muốn thành Phật á, là cái vị đó phải thực hành 10 pháp ba la mật. 10 pháp ba la mật thì cái vị Bồ Tát này đó phải nguyện
kiếp nào sanh ra cũng gặp với chánh pháp và thực hành 10 pháp ba la mật. Mà 10 pháp ba la mật này đó, nó có 3 bậc nha quý vị, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. À, ví dụ như một vị mà muốn thành Phật chánh đẳng chánh giác á, thì người đó phải thành tựu 30 pháp ba la mật. Người nào muốn thành tựu độc giác Phật thì người đó phải thành tựu 20 pháp ba la mật. Người nào muốn trở thành thinh văn đệ tử Phật, người đó phải thành tựu 10 pháp ba la mật. Ví dụ như mình người Phật tử nè, khi mà thọ tam quy ngũ giới rồi phải phát nguyện 10 pháp ba la mật nữa, thì quý vị đó mới trở thành Bồ Tát ha. Thì kiếp nào mình cũng tu tập tinh tấn. Mà muốn tu học tinh tấn á, là phải có pháp học, pháp hành và pháp thành tựu đạo quả. Cho nên cái việc mà mình học Phật pháp á, là một cái điều rất rất là quan trọng. Bởi vì nếu mình học đúng với chánh pháp á, thì mình mới có chánh tri kiến. Mà có chánh tri kiến á, thì nó mới đoạn trừ được cái tà kiến. Nói cái điều này không đó, thôi đó quý vị, đã là rất là khó rồi. Bởi vì chúng sanh mình đó, tà kiến dữ lắm. Tà kiến thấy sai, hiểu sai, rồi chấp thủ. Thành ra bị sanh tử luân hồi. Còn một vị Bồ Tát, khi mà người ta phát nguyện thành Phật đó, thì kiếp nào họ sanh ra họ cũng thực hành 10 pháp ba la mật. Mà cái đặc biệt á, là khi một người mà thực hành 10 pháp ba la mật đó, cái người đó được an vui ngay trong đời này, quý vị, an vui trong đời này và được an vui trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Tại vì nhân quả mà, đạo Phật là nhân quả. Cho nên trong 10 cái pháp mà tạo phước á, trong 10 cái tạo phước tức là thập phúc hành tông á, trong đó nó có một cái là thính pháp và thuyết pháp. Hai cái điều này đó là giúp cho mình có phước dữ lắm. Phước trí quý vị biết không, Nguyên Như rất là thông minh. Lâu lâu đó cổ ở đây dùng cái từ gọi là chia sẻ Phật pháp, hoặc là mình có thể nói là không thể nói là thuyết pháp được, bởi vì thuyết pháp có thể nói là thuyết hay gì thuyết trình về pháp. Đó, một người mà thuyết trình về pháp á, người ta phải học bài, phải soạn bài, rồi người ta trình pháp, ta thuyết. Thì như vậy đó, nó giúp cho cái trí nhớ của cái người đó, thứ nhất là nhớ lâu, nhớ dài, và thứ hai là nói nhiều, nó trở thành nói hay, nói giỏi, quý vị. Mà nói giỏi thì cái người đó nó có một cái tuệ phân tích rất là hay. Thì ước mong quý vị tham gia. Nếu mà vị nào muốn chia sẻ Phật pháp như Nguyên Như vậy đó, thì quý vị chọn một cái đề tài, xong rồi cho ban tổ chức trong cái lớp học này biết, rồi thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho quý vị thuyết và chia sẻ Phật pháp. Quý vị có thể thuyết pháp, quý vị có thể nói về
con đường an vui hạnh phúc, đó là bố thí, giữ giới, rồi tụng kinh, học kinh, rồi hành thiền, thiền định, thiền quán. Đó là những đề tài Phật pháp rất là hay, rất là quý báu. Thì ước mong quý vị có cái tinh thần gọi là tạo phước, đó là nghe pháp và thuyết pháp nha. Sư thấy bây giờ là 10 giờ rồi, 10 giờ 28 rồi. Sư thấy lâu lắm rồi lớp mình không có ngồi tĩnh tâm đó. Thì hôm nay mời quý vị ngồi thiền 5 phút nha. 5 phút cho cái tâm mình nó thư giãn, thân này nó thư giãn ha. Hôm qua giờ quý vị nghe pháp nhiều bài rất là hay ha. Ví dụ như hôm qua quý vị nghe về pháp giác chi phải không? Ta xin lỗi, thất giác chi. Cái đầu tiên là trạch pháp giác chi. Thì trạch pháp đó là sự xem xét, quán xét. Pháp là coi cái pháp của mình. Pháp ở đây có nghĩa là thân và tâm. Thân tâm. Thì mình thu thúc lục căn lại. Cái pháp bên ngoài mình để mình tạm ngưng. Bây giờ mình phản quan tự kỷ, hướng vô trong thân, trong tâm của mình nha. Rồi mời quý vị ngồi. Quý vị nào ngồi thì ngồi giữ lưng da thẳng, cổ thẳng, để lưỡi đụng răng, tỉnh táo sáng suốt. Quý vị nào nằm thì thấy cái thân mình nó nằm ha. Người nào đứng thì thấy cái thân mình nó đang đứng cho thư giãn, ngay ngắn. Rồi quý vị đưa tâm mình về với hơi thở thì thấy thân nó thở đó, quý vị quán cái hơi thở. Khi mình hít vào mình thấy cái thân mình nó chuyển động, có thể cái bụng nó phồng phồng phồng, thở ra quý vị thấy nó chuyển động sợp sợp. Đó, ghi nhận sự chuyển động đó. Cái chuyển động đó là gió. Gió không có phiền não. Đó là sự thật. Hết. Thở. Thấy thân mình nó thư giãn. Hết. Thở. Lúc đầu cái gì niệm như vậy đó, để kéo cái tâm mình về cái thân, hơi thở. Sau đó cái gì chỉ đơn thuần là thấy biết nó thôi, hết biết hết, thở biết thở. Nếu ý nghĩ trong tâm khởi lên, hành giả ghi nhận hay niệm ý nghĩ rồi thấy thân tâm nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt, nó là vô thường nhé. Cái thân tâm này là vô ngã, đây không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Khổ, nếu ai chấp thủ là khổ. Chỉ đơn thuần thấy biết, buông xả.
Dạ, chào đạo tràng. 5 phút tịnh tâm, 5 phút chánh niệm, tỉnh giác đã trôi qua. Tuy rằng 5 phút thôi, nếu mà người nào có chánh niệm, tỉnh giác á, là thấy, biết được thân tâm của mình liền. Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này đều không. Thì một người mà biết chánh niệm, tỉnh giác á, tức là lúc nào cũng biết niệm thân niệm tâm á, thì người này không có còn cô đơn nữa quý vị. Lúc nào mình cũng tập chánh niệm á, thì cái chánh niệm nó trở thành một người bạn thân của mình. Mình bất cứ nơi nào mình cũng làm được cả, ở chỗ làm, lấy xe đi chợ, nấu ăn, lúc nào mình cũng có chánh niệm tỉnh giác, thì lúc này mình không có còn cô đơn nữa, cho dù mình ở một nơi rất là thanh vắng. Bởi vì chánh niệm là một người bạn thân thiết của mình. Và thứ hai, sau khi mình ngồi tĩnh tâm đó, nhớ rải tâm từ một chút ha, rải tâm từ, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Cái người mà nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, thì tâm từ là không có giận, không có ganh tị, không có ghen ghét. Không có trách mình ha. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Thì nếu mà cái tâm mà giận hay là trách, hờn trách rồi đó, cái tâm mà ganh tị nó sanh khởi đó, là hành giả phải niệm liền, dùng cái chánh niệm gọi là niệm tâm á, dùng cái niệm tâm á, mình thấy biết nó, thấy biết nó, đây là khổ, đây là nguy hiểm, đây là xấu xí, đây là sanh tử luân hồi. Thì mình tập riết đó, nó quen, nó thuần đó, thì từ từ nó sẽ hết rồi. Mình nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Khi mình thấy ai, thấy chúng sanh, mình mong cho người đó được an vui thanh tịnh, không có buồn, không có giận, không có trách họ ha. Thì nếu nó sanh khởi thì hành giả cũng niệm tâm, thì lâu ngày nó hết, nó sẽ bớt, nó bớt sân si ganh ghét, và nó được hỷ xả. Rồi giờ mời quý vị đọc theo nha. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Dạ, một Phật, kính thưa quý vị, buổi học hôm nay
đến đây vừa phải lễ. Trước khi dứt lời, sư nghĩ mời một vị lên hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên và tất cả chúng sanh nhé. Ai xin phong đây. Rồi kính chúc quý vị được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, một đến nơi giải thoát. Rồi mời Nguyên Trang ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và trước hết con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã cho chúng con một cái thời thiền ngắn ạ. Và kính cảm ơn Sức Nguyên Như đã chia sẻ bài học ngày hôm nay. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha chavamattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu sa sanang. Akasattha chavamattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu ratthake. Akasattha chavamattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu nyatayo. Akasattha chavamattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu banino. Akasattha chavamattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu no sada. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang. Kính cảm ơn Xích Nguyên Như đã chia sẻ bài học ngày hôm nay. Và con cũng kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng và tham gia lớp học nhóm ngày hôm nay ạ. Và con kính mong quý cô chú đạo tràng trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp sư Pháp Tính. Dạ sư Pháp Tính ngày mai sẽ lời giảng, thời giảng của sư. Dạ con kính mời quý cô chú đạo hữu. Dạ một lần nữa con kính chúc quý cô chú, quý sư có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ kính tạm biệt đạo tràng. Dạ kính chúc đạo tràng một đêm an lành. Dạ con xin xuống Bích Tha.